trẻ thơ được quyền sống và lớn lên, được yêu thương và hưởng một nền giáo dục nhân văn trong một xã hội an toàn và lành mạnh. Thế nhưng, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất trên thế giới. Mỗi năm có hơn 280.000 ca phá thai, trong đó gần 6.000 ca là ở lứa tuổi vị thành niên. Vì sao lại có con số như vậy? Định kiến xã hội, phụ nữ đơn thân có bầu bị đánh giá rất khắt khe. Phụ huynh phản đối mạnh mẽ việc con cái có thai trước hôn nhân. Gánh nặng cuộc sống, tài chính, nhà cửa không ổn định, môi trường, tính chất công việc nặng nhọc, ô nhiễm khiến cho người nữ không nhận được đầy đủ quyền lợi chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng trong thai kỳ và sau sinh. Cứu lấy những thai nhi, bảo vệ những mầm sống bé nhỏ, giúp đỡ những người mẹ mạnh mẽ giữ lại con mình và nói cho mọi người biết về giá trị của sự sống. Đó là lý do mà Bảo vệ sự sống Hà Nội đã ra đời. Truyền thông được coi là công việc mũi nhọn của nhóm, đảm bảo cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hiểu được ý nghĩa của sự sống, sống có trách nhiệm, hiểu được hậu quả của nạo phá thai. Công việc xuống đường diễu hành, phát tờ rơi, thuyết trình ở lớp giáo lý hôn nhân, các giáo xứ là những phương thức truyền thông mà nhóm đã sử dụng để đem tiếng nói của các thai nhi đến với tất cả mọi người. Trong tổ lễ thai nhi của chúng tôi gồm có 4 thành viên. Sau những giờ làm thì chúng tôi thay nhau đi lấy ở các phòng khám và các bệnh viện trong khu vực Hà Nội. Con số năm 2016 chúng tôi thống kê được là 1.135 em. Nhưng con số này chưa phải là tất cả. Tôi luôn thắc mắc và hỏi đã đặt câu hỏi tại sao về những em thai nhi mà chúng tôi chưa mang về thì các em sẽ ra sao, và thông điệp chúng tôi muốn gửi đến tất cả mọi người rằng thai nhi từ khi tạo thành hợp tử cho đến lúc tháng cuối cùng đều là con người. Trong một năm qua, những cái hoạt động của nhóm, những khó khăn mà khi mình cho các cái mảng hoạt động của mình tư vấn, truyền thông, lấy thai nhi, các mảng đều rất là ổn định. Và riêng của hoạt động tư vấn thì nhiều khi nhóm đến tiếp cận thì những cái thai phụ mang thai, những mẹ đơn thân thì người ta bị nhiều cái áp lực của gia đình, xã hội, là cái mặt cảm, mặt cảm của đơn thân, không chồng, không con, cũng rất là áp lực. Lần đầu tiên cô có cảm xúc về trong vòng 3 năm nay cô chôn cất lần đầu tiên các em thai nhi. Có một lần đấy là đầu tiên 21 em, thì trong khi đó có một em to là 7 tháng. Mà các em đấy thì cô cảm xúc khoảng tầm nửa năm sau, cô vẫn còn ấn tượng đến nhớ đến em. Cô hoạt động được 3 năm nay rồi, thì các em 7 tháng, 7, 6, 7 tháng, 8 tháng mà có em đủ tháng để sinh nở. Em đó là to nhất, cũng 4 cân mốc. Thì cô chân cất thì cô cảm nghĩ, cảm tưởng về các em đấy. Cô không biết bên bao giờ cô mới quên được những các em thai nhi đấy. Trong khi đó hoạt động ở trên nhóm Thái Hà thì các anh các chị vẫn cứ đi là khuyên và bảo các mọi người là không phá nạo phá thai. Trong khi đó thì vẫn còn một số gọi là không hiểu kia để vào ngoài tai đấy. Không nghe những lời đấy. Đấy. Còn đâu cô đã hoạt động 3 năm nay thì cô và anh trưởng trong khi đó cùng các bạn ở trong giáo xứ cùng đồng hành đi lấy lên trên Thái Hà mang các em thai nhi về chôn cất cùng. Bây giờ thì cô nghĩ cảm tưởng như này, các em thai nhi thì mọi người thì phải lạo phá thai đi, còn cháu của cô thì bây giờ 4 năm nay đi chữa chạy bao nhiêu nơi chẳng có, nghĩ cũng thương tội. Sao mà mọi người nghĩ lại phá thai đi như vậy? Thế cô thì cô thương là các em thai nhi bố mẹ bỏ rơi như vậy, mà trong khi đó thì cháu cô thì lại đi chữa chạy hàng bao nhiêu năm không có. Thì cô nghĩ là thương xót các em thai nhi là như vậy. Các hoạt động bảo vệ sự sống của
của giáo xứ Thái Hà trong năm vừa qua. Tất nhiên năm vừa qua thì là một năm có rất nhiều cái điểm mà nhóm bảo vệ sự sống đã bắt đầu khởi hành và làm. Năm vừa qua nhiều anh chị em trong nhóm bảo vệ sự sống đã đi truyền thông cho các giáo xứ cũng như các lớp giáo lý hôn nhân, rồi đi thu gom các em thai nhi, và cái đặc biệt là tư vấn thuyết phục cho rất nhiều các bà mẹ mang thai, những người phụ nữ đang có ý định nạo phá thai, và rất nhiều người được đưa về nhà thờ này để mà sinh nở bình an. Năm vừa qua thì ít nhất là trên 60 anh chị em bầu đã được tư vấn tại nhà thờ Thái Hà này, và đó là một cái kết quả, tức là cũng nhiều nhưng mà đó là một cái khởi điểm mới cho nhóm bảo vệ sự sống. Và cái bước tiếp theo thì định hướng trong năm gia đình thì nhóm bảo vệ sự sống sẽ có một cái hướng sẽ truyền thông mạnh mẽ hơn nữa cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên và các gia đình trẻ ngày hôm nay, để họ ý thức rằng sự sống con người rất quan trọng, để mình đừng có xúc phạm tới điều răn mà Chúa dạy, đó là điều răn thứ 5 chớ giết người. Và nhiều anh chị em, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đã sống trước hôn nhân và đã giết bỏ con mình rất nhiều. Đó là một trong những điều mong muốn trong cái năm sắp tới, và chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn để mở những cái lớp, hoặc là tới các nhà thờ, hoặc là tới các hội đoàn, nhất là các bạn sinh viên, để chúng tôi truyền thông về cái sứ điệp đấy.